Thì trong buổi hôm nay mình xin phép được trả lời câu hỏi liên quan đến thiền và cách thức để mà một người có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, hay là như trong một số câu hỏi các bạn có hỏi cách thức, đó là làm sao để triệt tiêu được suy nghĩ của chính mình, làm sao để quan sát được chính mình, và thiền là quan sát hơi thở hay là như thế nào, và có thể giúp cho cái việc tách mình ra khỏi suy nghĩ được tốt hơn hay không, và cụ thể ra làm sao. Thì có thể chủ đề này thì có cảm giác đối với một số bạn như là nó xa vời đối với chính mình. Ví dụ như các bạn chưa quan tâm đến việc gọi là tập thiền, chưa quan tâm đến việc là quan sát suy nghĩ của chính mình. Nhưng thực ra thì bất cứ ai trong chúng ta, để mà sống một cuộc sống bình an hơn, an yên tỉnh thức hơn, thì việc quan sát bản thân mình, quan sát những suy nghĩ trong đầu mình, và đặc biệt là tách mình được ra khỏi nó, là một điều tiên quyết. Và dù là các bạn có thiền hay không, có định thiền hay không, thì cái việc là quan sát được suy nghĩ của mình, tách biệt mình ra khỏi những dòng cảm xúc và suy nghĩ đó, và như một số bạn nói, đó là muốn là triệt tiêu được những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu mình và nhận ra được những cái mô típ đó để mà vượt qua được nó, thì thực ra đây là một điều mà ai cũng cần để mà sống một cuộc sống bình an hơn, trọn vẹn hơn. Dù là chúng ta thậm chí còn chưa tìm kiếm đến tỉnh thức hay là an yên, nhưng trong mối quan hệ với gia đình mình, người thân của mình hay công việc, rồi mối quan hệ với đặc biệt là con cháu của mình, thì cái mức độ hiểu biết, mức độ mà thấu hiểu được chính mình là vô cùng quan trọng. Và vì thế thì mình nghĩ rằng đây là một cái chủ đề mà bất cứ ai cũng nên soi vào chính mình và áp dụng vào cuộc sống của mình. Dù là các bạn có quan tâm đến thiền hay chưa, thì đó cũng không phải là có quá quan trọng. Thì mình sẽ đi vào cái phần thứ nhất, đó là làm thế nào để có thể quan sát được suy nghĩ của mình này, làm thế nào để triệt tiêu được suy nghĩ của mình. Thì cái câu hỏi này á, thì các bạn thường là nghĩ rằng là phải thiền để mà không suy nghĩ nữa, để mà triệt tiêu được cái suy nghĩ của mình. Thì thực ra nó chỉ là một phần thôi, và không phải ai cũng đã đến lúc mà sẵn sàng để tập thiền. Vì thực ra là để mà dành ra một cái khoảng thời gian hàng ngày ngồi xuống quan sát suy nghĩ của mình rất khó. Và nếu như mà trong đầu mình, trong cái niềm tin của mình, nó chưa có gì thay đổi cả, thì dù mình có ngồi xuống một tiếng hay hai tiếng, thì cái suy nghĩ của mình nó vẫn cứ cuồn cuộn kéo đến. Mình vẫn cứ suy nghĩ, mình vẫn cứ cảm thấy bức xúc, mình vẫn cứ bị cuốn vào những cái dòng suy nghĩ đó mà không dứt ra được. Thì thực ra thì tập thiền nó cũng có thể có tác dụng khi mà các bạn tập trung được vào một cái chủ thể, ví dụ như là tập trung vào hơi thở, tập trung vào một cái câu thần chú vân vân, nó cũng giúp cho mình tạm lắng lại, tạm quên đi những cái dòng suy nghĩ. Nhưng rồi được một vài giây phút, mấy phút sau mình lại cuốn vào cái dòng suy nghĩ lúc nào không hay, lại là những cái dòng suy nghĩ cũ mà thôi. Và mình cứ lan man từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, bị kéo đi, bị cuốn theo trong đó mà không dứt ra được. Vì thế nên là để mà hướng đến việc thực hành thiền, hay là vừa hướng đến cái việc quan sát được và tách mình ra khỏi được dòng suy nghĩ của mình, thì cái việc luyện tập trong cuộc sống thường ngày là vô cùng cần thiết. Chứ không phải chỉ là chúng ta một tuần ngồi ra một thời gian ngắn để mà thiền, hay là mỗi ngày dành ra 10 phút để mà thiền, 20 phút, thì nó sẽ không có tác dụng, không có tác dụng nhiều. Có chăng thì cũng chỉ là một chút rất ít ỏi thôi. Bởi vì chúng ta sống với những cái thói quen và mô típ của cách nhìn, cách nghĩ, cách hành xử từ bé đến giờ, 30 mấy năm trời, 40 mấy năm trời, cùng một cách nghĩ, một cách hành xử, một cách nhìn nhận mọi vấn đề đấy. Chúng ta không thể ngồi xuống để mà thoát ra khỏi nó ngay lập tức được. Thế nên là cái việc chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là để mà kiểm soát được suy nghĩ của mình và tách mình ra khỏi suy nghĩ, chúng ta sẽ phải tạo nên một cái nỗ lực để rèn luyện hàng ngày. Và rèn luyện như thế nào? Cái việc đầu tiên mà chúng ta nên dành thời gian ra ấy, có lẽ là chưa phải là ngồi xuống thiền. Nếu như các bạn mà vẫn còn chưa quan sát được chính mình, thì chúng ta chưa nên ngồi xuống để thiền. Bởi vì lúc này ngồi xuống thiền nó chỉ là ngồi xuống để suy nghĩ thôi, hoặc là ngồi xuống để quên tạm đi một chút, xong một phút sau, hai phút sau lại quay lại suy nghĩ. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm, nên làm, đó là mỗi buổi tối chúng ta nên dành ra một cái khoảng thời gian, có thể là lúc đi ngủ, thì lúc đó là cái lúc dễ nhất mà không có ai làm phiền mình. Mình nằm nghỉ ngơi, mình có thể hình dung lại những cái sự việc xảy ra trong ngày, đặc biệt là những cái sự việc khiến cho chúng ta cảm thấy bức xúc, buồn bực, khó chịu, tối, hay là thất vọng,
rồi mà nó có những cái cảm xúc mạnh và tiêu cực là những thứ chúng ta cần phải nhìn vào. Thì hàng tối chúng ta nhớ lại những cái cảm xúc này, nhớ lại những cái sự việc xảy ra trong ngày này, và chúng ta đặt cho mình một câu hỏi: trong cái sự việc này, người khác đúng ở điểm gì và mình sai ở điểm gì? Đây là cái bước đầu tiên để tách mình ra khỏi suy nghĩ, bởi vì chúng ta thường chỉ cuốn vào cái dòng suy nghĩ, một cái niềm tin nhất định của mình rằng là à, họ sai mình đúng, như này là không được, và mình rất là cảm thấy khó chịu, vân vân. Thì khi mà chúng ta cứ cuốn vào cái suy nghĩ của riêng mình, cái cách mà mình vốn suy nghĩ, vốn tin vào đó, thì đương nhiên là chúng ta vẫn đang chỉ là hòa mình trong cái suy nghĩ đó, chúng ta chưa quan sát được nó, chưa tách ra khỏi được nó. Nên việc đầu tiên là chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Có thể chúng ta lúc đầu khi mà nhớ lại cái sự việc đó, chúng ta bị cuốn vào cái dòng cảm xúc và cứ thế nghĩ tiếp, rồi rất là mệt mỏi, căng thẳng, cao có, buồn bực về cái chuyện đó. Thì chúng ta có thể viết trong cái sổ tay của mình một cái câu hỏi để mà hàng ngày chúng ta nhìn vào và nhắc mình rằng cái sự việc của ngày hôm nay, người ta đúng ở chỗ nào và mình sai ở chỗ nào. Có nghĩa là nó đảo ngược lại cái niềm tin của mình. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tự đặt câu hỏi này, thì ban đầu những cái suy nghĩ nó vẫn cứ kéo mình theo, nó vẫn cứ cố gắng để thuyết phục mình rằng là ủa, họ sai mà họ đâu có đúng, và mình là đúng mà mình đâu có sai. Thế nhưng mà vấn đề là mình vẫn cứ phải nhìn vào những câu hỏi này để tiếp tục hỏi xem, nhưng họ chắc chắn có một cái điểm đúng nào đó mình phải chỉ ra được, và mình có một cái điểm sai nào đó mình phải chỉ ra được. Thì đây là cái bước đầu tiên để thực hành, để chúng ta có thể trở nên một cách khách quan hơn với chính bản thân mình, không cứ hùa vào cái luồng suy nghĩ và hùa vào cái niềm tin của bản ngã, mà chúng ta kéo mình ra khỏi đó. Tự kéo mình khá là khó, nên các bạn cứ viết ra một cái câu hỏi để mà nhìn vào đấy và hỏi chính mình, để kéo mình ra được, bớt ra khỏi cái niềm tin của chính mình. Thì khi mà ngày ngày chúng ta rèn luyện cái việc chúng ta quan sát lại những sự việc ngày hôm đó, tự hỏi xem mình sai ở chỗ nào, chỉ ra được điểm sai của mình, chỉ ra được điểm đúng của người khác, thì chúng ta dần dần có một cái phản xạ, dần dần có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng tự phản biện chính mình, tự tách mình ra khỏi một cái dòng suy nghĩ và dòng niềm tin của mình, để mà bắt đầu nhìn nhận mọi thứ khác đi một chút. Nó có thể là chưa khác nhiều, nhưng nếu như chúng ta làm như vậy hàng ngày, thì dù là sau một tuần thôi, chúng ta bắt đầu có những cái thay đổi nhỏ. Rồi đặc biệt là sau vài tháng, thậm chí 1-2 năm, khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ nhìn thấy các con người của chúng ta trước đây nó rất chi là gọi là tham sân si một cách vô cùng mạnh mẽ, mà chúng ta gần như là sau mỗi thời điểm chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn một chút, bao dung hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút. Dù là có thể chúng ta chưa thể nhảy cóc ở cái việc là chúng ta hoàn toàn tách ra khỏi những suy nghĩ và cảm xúc đó, nhưng chúng ta sẽ thấy được những cái bước tiến dù là rất nhỏ qua thời gian. Thế và dần dần thì chúng ta sẽ không còn chỉ là quan sát vào buổi tối rồi suy nghĩ và đặt câu hỏi cho mình vào buổi tối, mà khi một sự việc xảy ra, ngay sau đó chúng ta sẽ đặt luôn câu hỏi cho mình, ngẫm nghĩ lại luôn và nhìn lại cái sự việc đó ngay lập tức. Và rồi dần dần nữa thì chúng ta không còn chờ cái sự việc đó trôi qua, mà là ngay lúc nó xảy ra, chúng ta nhìn thấy ngay trong đó người ta đang đúng ở điểm gì, người ta dựa trên điều gì mà cư xử như vậy, và mình đang sai ở điểm gì, mình đang tin vào điều gì. Những cái phản biện này chúng ta sẽ dần dần có cái kỹ năng để đặt ra cho chính mình ngay khi những sự việc xảy ra, và ngay khi mà mình sắp phản ứng, mình sắp suy nghĩ một cái hướng nào đó, thì mình bắt đầu lùi lại và mình bắt đầu thay đổi cái hướng đó. Thì cái gì cũng cần có rèn luyện, giống như chúng ta khi chơi thể thao, chúng ta muốn trở thành một cái vận động viên giỏi, người bơi giỏi, người ta không phải tự nhiên nhảy xuống nước mà bơi được ngay, mà ngày ngày người ta phải luyện tập. Hay tập yoga cũng thế, bạn muốn làm được một cái động tác ví dụ là xoạc dọc hay là chim bồ câu gì đó, thì các bạn cũng không thể nào nhìn vào video hay nghe một cái bài giảng như này để mà làm ngay lập tức được cả. Thì chúng ta sẽ cần có cái sự rèn luyện, chúng ta cần có những cái kỹ năng, những cái hiểu biết, và những cái video này, những cái hướng dẫn này, nó là cách chỉ cho là à, làm như thế này, làm như thế này. Nhưng vấn đề là các bạn có làm hay không, và hàng ngày chúng ta có luyện tập hay không, thì cái việc luyện tập này nó sẽ đem đến kết quả. Và làm bất cứ điều gì cũng thế thôi. Khi chúng ta ngày xưa tập viết, chúng ta phải luyện chữ hàng ngày, đúng không ạ? Hay chúng ta tập đọc, chúng ta cũng phải đọc, đánh vần từng vần, rồi ghép lại với nhau, rồi đọc một cái đoạn dài hơn. Tất cả mọi thứ cần có sự luyện tập hàng ngày thì mới có kết quả. Và vì vậy thì
dù là những cái hướng dẫn này nó có tác dụng tốt hay là nó rất là chuẩn hay là nó không chuẩn hay gì cả, cái vấn đề nó không phải nằm ở cái hướng dẫn mà vấn đề nằm ở sự luyện tập, thực hành, quan sát chính mình hàng ngày. Và vì thế khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống thiền, dù chúng ta có một cái bài dẫn rất là hay, dù chúng ta có những cái phương pháp rất là tốt, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không điều khiển được cái suy nghĩ và cảm xúc của mình, bởi vì chúng ta chưa có đủ sự luyện tập hàng ngày và chưa có đủ nỗ lực để tách mình ra, nhìn mọi thứ một cách khách quan hơn. Và vì thế, cái nỗ lực đầu tiên chúng ta có thể đặt vào đó là viết ra một cái câu hỏi mà mình nên tự vấn mình hàng ngày. Và hàng ngày hãy nhắc mình thực hành, hãy nhắc mình quan sát mình. Có thể đôi lúc mình cũng đang quên mất những cái thói quen cũ, cái cách sống cũ, mình không có thời gian mà dành ra cho cái việc suy nghĩ đó. Lên giường là mình nằm xem Facebook hoặc là nghe nhạc hoặc là xem phim vân vân. Thì cũng không có cái gì là phải lo lắng hay là không có gì là sai trái cả. Cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta bắt đầu có cái sự suy nghĩ đến cái việc là mình mong muốn có thể nhìn thấu chính mình, tách ra khỏi được suy nghĩ và không còn bị những cái suy nghĩ hay là cái bản ngã này chi phối. Thì cái mong muốn này nó là cái động lực vô cùng quan trọng và là cái bước ban đầu mà sẽ giúp các bạn bắt đầu bước đi trên cái con đường trở nên tỉnh thức và an yên hơn. Bởi vì khi chúng ta còn chưa đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi cả. Chúng ta chỉ sống trong cái môi trường như cũ mà không có một cái mong muốn là thay đổi hay gì cả. Cho nên khi bắt đầu có câu hỏi, khi bắt đầu mong muốn đạt được một điều gì đó, đó là một cái điều vô cùng đặc biệt quan trọng. Đó là cái bước đi đầu tiên giúp cho chúng ta có khả năng tiến đến được cái đích mà chúng ta mong muốn. Thì khi mà chúng ta có được cái mong muốn, ước nguyện này rồi, thì chúng ta chỉ cần là đặt những bước chân đầu tiên hay là xây những cục gạch đầu tiên, thực hành những lần đầu tiên và rồi chúng ta sẽ xây dựng những cái kỹ năng cho mình. Thì như người ta nói cũng rất là đúng, đó là cái gì nó cũng là kỹ năng. Thì không phải là Đức Phật ngồi một lúc mà thành Phật. Chúng ta nếu như đọc sách chúng ta sẽ thấy rằng là Ngài cũng đã dành không biết bao nhiêu năm tháng để mà đọc sách, để mà ngồi thiền và quan sát chính mình, để mà chiêm nghiệm lại từng câu chữ trong những cái lời dạy của những cái vị bậc thầy trước đó. Rồi dành ra không biết bao nhiêu thời gian để mà quan sát người đời, quan sát những cái nỗi đau của người khác. Có nghĩa là bất cứ một cái việc gì nó cũng cần có một cái sự thực hành. Và vì vậy thì chúng ta cũng không nên là cảm thấy thất vọng hay chán nản khi mà chúng ta ngồi xuống bắt đầu thiền hoặc là cố gắng bắt đầu tập quan sát mình, chúng ta cứ bị cuốn theo suy nghĩ. Thì hãy nhớ rằng là chúng ta đã sống với nó mấy chục năm rồi. Cái thói quen và cái lối mòn của suy nghĩ đó nó cứ lặp đi lặp lại. Và chúng ta giống như một cái người trong cơn mơ vậy, mình đang mơ làm sao mình biết mình đang mơ, mình chỉ biết cuốn theo những cái sự việc trong mơ mà thôi. Nên là khi chúng ta đang tập quan sát rèn luyện chính mình này, nó giống như chúng ta đang tự rèn luyện cho mình là đêm nay mình ngủ mình hãy nhớ là mình đang ngủ và đang mơ chứ không phải là thật. Thì cái nếu như các bạn mà muốn thử nghiệm nha, thì hàng đêm trước khi đi ngủ các bạn nhắc mình là hãy nhớ rằng đêm nay nếu mình mơ đây là giấc mơ chứ không phải là thật. Mình chỉ cần lặp lại cái suy nghĩ này trong đầu hàng ngày, sẽ đến một ngày mà trong giấc mơ đó bạn biết rằng mình đang mơ chứ không phải là mình đang ở trong một cái cuộc đời thật. Có nghĩa là mình bắt đầu tỉnh trong giấc mơ đó, hay cái đó gọi là lucid dreaming. Và thực ra trong cuộc sống này chúng ta cũng đang rèn luyện mình để trở nên tỉnh thức, trở nên lucid. Bởi vì cuộc đời này nó cũng giống như một giấc mơ thôi. Đôi khi những cái gì diễn ra xung quanh mình không có phát hiện ra, mình không có hòa vào nó, không có biết là những gì đang xảy ra xung quanh mà mình cứ cuốn vào suy nghĩ của mình. Mình sống với một cái thế giới mà mình xây trong đầu. Những lúc nào mình cũng nghe thấy những cái tiếng nói ở trong đầu. Mình sống với cái thế giới đó chứ không phải thế giới thực tại này, gần như thế. Cho nên là chúng ta đang rèn luyện để mà sống một cách tỉnh thức hơn, hay là lucid living. Lucid dreaming là cho ban đêm, còn lucid living là cho cuộc sống này. Và chúng ta có thể tự mình kiểm tra được cái việc là chúng ta rèn luyện và cái ý thức trong đầu mình nó có tác dụng nhiều hay không, bằng cách đó là hàng đêm chúng ta cứ nhắc mình hãy nhận biết được cái giấc mơ đêm nay là mình đang mơ. Sau độ khoảng một vài tuần, nếu như bạn là ngày nào cũng làm vậy, mình tin chắc rằng sẽ đến một lúc mà bạn thấy là trong mơ tự nhiên mình tỉnh và mình nói mình thấy rằng là đây là mơ chứ không phải là thật. Và trong cuộc sống này thế, nếu như ngày ngày chúng ta nhắc mình, sẽ đến một lúc chúng ta chợt nhận ra mình đang bị cuốn đi bởi suy nghĩ và mình sẽ dừng lại, mình tỉnh dậy khỏi cái cơn mơ đó, cái dòng suy nghĩ đó.
Và lúc đó là chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh trong cái thời điểm đó, trong cái khoảnh khắc đó. Thức tỉnh ở đây là lucid living. Chúng ta sống với những gì thực sự đang diễn ra xung quanh mình, thay vì sống với những suy nghĩ trong đầu mình. Thì vì vậy chúng ta hãy cứ thực hành. Thế và cái bước tiếp theo sau khi mà chúng ta tạo nên một cái thói quen quan sát mình hàng ngày, và sau những cái sự việc tạo ra những cái cảm xúc mạnh đó, thì chúng ta sẽ có thể nên là bắt đầu tìm đến thiền, thực hành thiền. Thì nghe thiền có vẻ rất là to tát, nhưng mà chúng ta cũng hãy có thể đọc và tìm hiểu. Thiền nó có rất là nhiều loại. Thiền động, thiền tĩnh. Thiền có thể là ngồi xuống để chỉ có tập trung vào hơi thở. Cũng có thể là thiền trong lúc đi, trong lúc tập thể dục, trong lúc bơi, vân vân. Thiền ở đây là cái trạng thái mà chúng ta không bị cuốn vào suy nghĩ. Cái trạng thái này thực ra không dễ đạt được, mà chúng ta gần như sẽ chỉ đạt đến cái trạng thái thư giãn mà thôi. Thư giãn có nghĩa là lúc mà chúng ta tạm quên những cái suy nghĩ trong đầu mình, mình tập trung vào một thứ. Ví dụ lúc mà chúng ta nghe nhạc rất là, gọi là gì, rất là feel, chúng ta hòa mình vào cái dòng nhạc đó, đó cũng là cái trạng thái thiền, khi chúng ta không bị cuốn theo những cái gì khác, chỉ tập trung vào một thứ đó thôi. Thì cái trạng thái này nó mới chỉ là trạng thái thư giãn mà thôi. Thế còn thực ra ấy, cái từ thiền ở đây mà chúng ta hay nghe nói đến ấy, thì nó cơ bản là một phương pháp để rèn luyện tâm trí của mình. Nôm na là như thế. Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy là thiền nó to tát quá, nó rất là khó thực hiện, rất là dành cho những người tu hành, thì thực ra nó không phải như vậy. Thiền là trong cái thời điểm, trong cái khoảng thời gian mà bạn dành ra để rèn luyện cho tâm trí của mình, rèn luyện cho tâm trí của mình tập trung và quan sát. Thì chúng ta có thể bắt đầu thiền bằng những cái phương pháp đơn giản. Ví dụ như là chúng ta ngồi một chỗ, nằm một chỗ, nhưng mà nằm thì hay bị buồn ngủ. Ngồi một chỗ và chỉ nghe nhạc thôi. Ví dụ như thế, nhạc không lời, thì nó cũng đưa chúng ta rơi vào trạng thái khá là thư giãn và không suy nghĩ. Hoặc chỉ tập trung và quan sát hơi thở. Quan sát hơi thở ở đây không có nghĩa là mình nghĩ rằng là bây giờ mình đang hít vào, đây là mình thở ra. Chúng ta không dùng ngôn ngữ trong thiền, mà chúng ta là chỉ quan sát. Chào các bạn, chào Đạt Văn. Tất cả những cái trải nghiệm mà chúng ta gán ngôn ngữ vào đó đều trở thành những trải nghiệm của thế giới vật chất, và nó không tạo ra được cái thoát ra khỏi cái tâm trí này. Tức là khi chúng ta gắn cái suy nghĩ của mình vào những ngôn ngữ, những ngôn từ, thì chúng ta bắt đầu rào cái tâm trí của mình vào thế giới này, gắn với cái thế giới này, bấu víu lấy những cái gì mà chúng ta biết ở thế giới này. Cho nên trong quá trình thiền ấy, chúng ta sẽ để ý xem nếu như có những cái giọng nói trong đầu, ví dụ là tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, đây là hít vào, đây là thở ra, thì cái này chúng ta chỉ đang cố để gò mình vào, cố để tập trung vào một thứ. Thì ban đầu nó cũng là tốt, cố để tập trung vào là tốt, nhưng mà chúng ta hướng đến cái việc là chúng ta không gán ngôn ngữ, không gán ngôn từ vào trải nghiệm và sự quan sát. Có nghĩa là chúng ta hít vào và thở ra, chúng ta biết vậy thôi, chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là để cho cơ thể mình nó tự hít và thở ra. Hay là nghe nó hơi trừu tượng một chút, đó là tập trung vào việc không gán ngôn ngữ vào trải nghiệm. Cái này có thể, mình không biết là các cái thầy dạy thiền hay là những cái khóa học có nói đến bao giờ không, nhưng từ kinh nghiệm của cá nhân mình và từ cái những cái trải nghiệm ý thức thuần túy mà mình thấy được rằng tất cả mọi thứ bị rào cản, bị bó hẹp lại bởi ngôn từ. Và khi không có ngôn từ, trải nghiệm nó mới thực sự trọn vẹn và đúng là ở trong giây phút hiện tại. Mọi người cứ nói là sống trong giây phút hiện tại, nhưng mà chúng ta có thực sự biết sống trong giây phút hiện tại là như nào không? Chúng ta biết rằng là lúc mà mình không suy nghĩ về tương lai, về quá khứ là mình đang sống trong giây phút hiện tại. Xong rồi mình ngồi trên xe buýt, mình thấy cái biển báo là nhà hàng này, spa kia, mình cứ đọc theo và mình nghĩ rằng đấy là sống trong giây phút hiện tại. Nhưng đấy không phải là sống trong giây phút hiện tại, mà mình, cái tâm trí của mình vẫn bị cuốn theo những cái vật thể, cuốn theo những cái ngôn từ và những cái vật thể của cái thế giới vật chất này. Thì cái việc quan sát trong quá trình thiền ấy, đó là chúng ta quan sát thấy rằng mình đang dùng ngôn từ để bấu víu lấy những cái vật thể. Và khi chúng ta quan sát được như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng làm một điều, đây là cái mấu chốt nhất trong thiền,
hay mấu chốt nhất trong cái việc rèn luyện tâm trí của mình. Cái việc thiền này có thể là ngồi hàng ngày ở một cái nơi yên tĩnh, cũng có thể là làm trên xe buýt, trên đường đi làm. Ví dụ như bạn ngồi trên xe buýt, bạn cứ nhìn qua ra đường này, bạn dành cái thời gian đó để quan sát chính mình. Thì cái mấu chốt của cái việc quan sát này, đó là nhận ra mình đang cuốn theo những ngôn từ hay là những cái giọng nói trong đầu mình. Kể cả đó là giọng nói của suy nghĩ hay là đọc hay là phân định, à đây là nhà, đây là xe, ok, xe cái màu đỏ, em bé này mặc cái màu xanh. Tất cả những thứ này là những thứ ngôn từ. Và khi mình bắt đầu nhận ra rằng là mình đang chỉ gắn với những cái ngôn từ này thôi, và những cái định nghĩa mà mình phải dùng ngôn từ mới nhận ra được, thì đây là cái lúc mình cũng khá là ở cái trạng thái mà mình bắt đầu khá là tỉnh trong việc quan sát được chính mình, quan sát được những gì đang diễn ra. Và đây là cái mấu chốt của thiền. Mấu chốt của thiền đó là dừng cái việc dùng ngôn từ lại trong đầu mình. Lúc mình không nói nữa, lặng im, là mình không nói ra lời, không nói ra ngôn ngữ, đúng không ạ? Nhưng trong đầu mình vẫn có ngôn ngữ, vẫn dùng rất nhiều từ ngữ. Và nếu như không có từ ngữ, mình không, gần như không biết là mình đang nghĩ hay là đang không có cái quan điểm gì, không có cái suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng đây lại chính là cái mấu chốt và cái mục tiêu của thiền. Mục tiêu của thiền không phải chỉ là không có suy nghĩ, mà là không có ngôn từ. Cái này nghe nó có thể là hơi lạ. Thực ra mình mới nói ra được cái mấu chốt này, bởi vì trong quá trình mình thiền rất là nhiều năm, hay là mình quan sát chính mình rất là lâu, nhưng mình lại gần như chưa nói ra được cái mấu chốt này. Mà mình cứ giảng ra là tập trung vào hơi thở, hít vào thở ra, là một với nó, rồi nghe cái mantra, niệm cái chú này, là một với nó. Nhưng mà cái cốt lõi mà mình đúc rút ra được, và mình nghĩ rằng có thể không phải chỉ mỗi mình nói cái này, mà có thể rất nhiều vị thầy khác trên thế giới này đã chỉ ra rằng cái mấu chốt chúng ta cần đạt đến hay cần cố gắng rèn luyện và cần tìm thấy ở trong cái quá trình quan sát chính mình này, đó là mình không sử dụng ngôn từ nữa. Khi không có ngôn từ, trải nghiệm là trực tiếp. Và khi trải nghiệm là trực tiếp, mình đang thực sự sống trong thế giới hiện tại, đang thực sự trải nghiệm giây phút hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai và không có thời gian. Thì cái trải nghiệm này có thể ban đầu nó chưa rõ ràng. Chúng ta hãy bắt đầu với việc là quan sát xem mình đang có những cái suy nghĩ, hoặc là mình đang ngồi tập thở, nhưng mà cái giọng nói này vẫn cứ nói là thở ra, thở vào, đây là hơi thở, hít vào, thở ra. Vẫn luôn luôn có những cái ngôn từ trong đầu, những cái suy nghĩ trong đầu. Và cái thứ này là cái thứ mình cần tách mình ra. Làm thế nào để mình không có những cái ngôn ngữ đó? Thì khi bắt đầu là mình chỉ quan trọng nhất đấy là mình biết được cái định hướng mình cần làm gì. Bởi vì thực ra ví dụ như này, mình nói với các bạn là cái vị của quả dưa hấu này rất là ngọt, nhưng nếu bạn chưa bao giờ ăn quả dưa hấu chẳng hạn, thì bạn chỉ có thể tạm thời hình dung ra thôi. Thế nhưng chúng ta phải tự thực hành. Và chúng ta khi mà chẳng hạn như chúng ta mà ăn một cái miếng dưa hấu thì thực ra không cần ai phải dạy, chúng ta vẫn biết ăn. Thì có nghĩa là cái hướng ở đây mình chỉ nói đến cái việc hướng, đó là cái mục tiêu của thiền và mục tiêu của quan sát chính mình hay quan sát suy nghĩ, đó là đạt đến cái độ mà mình không dùng ngôn từ trong đầu mình, trong suy nghĩ và trong cái nhận định của mình. Và khi mình có cái định hướng đó, mình biết là mình cần phải làm gì đó. Tại vì trước đây có khi các bạn còn không biết là ngồi thiền là để làm gì, đúng không ạ? Hay là mình đang còn rất là mông lung, thành ra là mình cứ tập theo phương pháp này, mình cứ làm như này như kia, nhưng mà đến lúc mình vẫn không biết cái mục tiêu của mình là đang làm gì. Triệt tiêu suy nghĩ là như nào? Triệt tiêu suy nghĩ là triệt tiêu ngôn ngữ, triệt tiêu ngôn từ. Và triệt tiêu ngôn từ có nghĩa là triệt tiêu những ý niệm mà mình cho rằng đây là bông hoa, đây là tượng Phật. Tức là mình đang nặn thành hình rồi tách biệt thứ này ra khỏi thứ kia bằng ngôn từ của chính mình. Thì khi chúng ta không còn bị cuốn vào ngôn từ, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ chỉ là như vậy thôi. Hay người ta gọi là cái trạng thái just be. Mọi thứ chỉ như vậy thôi. Không có cái từ ngữ, không có cái phán xét, không có những cái tách biệt hay là gì cả. Thì trong cái quá trình thiền và quan sát suy nghĩ, chúng ta hãy nhớ đến cái mấu chốt này. Chúng ta nhìn thấy rằng mình đang dùng ngôn từ, mình đang phân định rạch ròi, mình đang gọi cái này, chỉ định cái kia. Mình mọi lúc mọi nơi mình đều như thế. Thế và cái trạng thái mà mình bắt đầu nghĩ rằng là mình đang bị cuốn vào ngôn từ, và mình sẽ cố gắng để chỉ tập trung không sử dụng ngôn từ, không bị cuốn vào những cái ngôn từ trong đầu mình, là cái lúc mình bắt đầu ở trong trạng thái thiền. Và cái trạng thái đó có thể rất ngắn, ban đầu rất ngắn,
Nhưng khi chúng ta vẫn cứ nỗ lực để trải nghiệm cái trạng thái đó, nó sẽ kéo dài dần. Và mình bắt đầu hiểu ra được rằng là mọi trải nghiệm của mình, mọi cảm xúc của mình đều bị dập khuôn hay bị tạo nên, gói chọn, bó hẹp lại bởi những cái ngôn từ và những cái định nghĩa và những cái niềm tin mà mình đã sống với và mang theo trong tâm trí của mình. Chào Huyền Trương, em là kiểu người quan sát. Em là kiểu người quan sát và chi nhận mọi thứ, không dùng suy nghĩ hay ngôn ngữ nhiều, song khả năng diễn đạt ra ngôn từ của em lại không được tốt. Thì thực ra thì mình nghĩ rằng là bạn hãy cứ cố gắng là quan sát thật kỹ xem là trong những cái lúc mà bạn đang ở trong sự tĩnh lặng, có thực sự là mình không có ngôn từ gì ở trong đầu hay không. Thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng im lặng là chúng ta đang ở trong trạng thái rất là bình an và trạng thái thiền hay là gì đó. Thì thường nếu như chúng ta ở trong một cái môi trường rất là nhiều thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm nhận được đôi lúc chúng ta không có suy nghĩ trong đầu, chúng ta không có những cái ngôn từ ở trong đầu, và chúng ta hòa mình vào làm một với thiên nhiên, và chúng ta gần như là sống với cái tần số tự nhiên đó của vũ trụ. Và lúc đó là lúc chúng ta không có cái tôi, chúng ta không cảm thấy mình tách biệt với những bông hoa hay là cái quang cảnh rất là đẹp đó, mà mình chỉ biết cảm nhận cái cảm xúc đó thôi, mà không có cái ấn tượng là tôi đang được đứng ở đây rồi lúc đấy lấy phone ra chụp hay gì cả. Thì cái cảm xúc mà chúng ta thực sự hòa vào làm một với tất cả những gì đang hiện hữu, đó là cái cảm xúc, cái cảm giác mà người ta gọi là một, tức là không có sự phân định rạch ròi giữa cái tôi và những cái thứ khác. Tuy nhiên là mình thấy rằng nếu như mà mình sống trong một cái môi trường mà mình không có giao tiếp nhiều này, không có nói ra nhiều này, thì đương nhiên cái ngôn ngữ của mình nó cũng sẽ có một cái độ kém linh hoạt hơn. Nhưng cái đó cũng không có cái gì gọi là to tát cả, bởi vì cái mục tiêu của giao tiếp đó là sự kết nối và sự thấu hiểu lẫn nhau. Và đôi khi kết nối và thấu hiểu đó không cần nhiều ngôn ngữ, không cần những lời hoa mỹ, mà thực ra càng ít ngôn ngữ và càng ít hoa mỹ lại càng chân thật. Cho nên là cái việc là chúng ta không hoạt ngôn hay là không biết cách để diễn đạt ra thì nó cũng không phải là cái gì đáng lo ngại cả. Mà hãy cứ khi mà chúng ta ở bên một người nào đó hay là kết nối với bạn bè hay gia đình mình, thì trong cái lúc đó chúng ta có thể không cần phải nói, nhưng cái nét mặt, cái cách mình sống, cái cách mình biểu hiện tình cảm, cái nụ cười của mình nó đã nói lên tất cả rồi. Thế và cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này. Thì có thể là bạn là một người cũng đã có những cái trải nghiệm về cái cảm giác mà mình không dùng ngôn từ này để miêu tả, để mà suy nghĩ, để mà định hình mọi thứ trong đầu mình, thì đó là rất là tốt. Và chúng ta mong rằng là bạn hãy cứ cố gắng quan sát được những cái lúc mà mình bị cuốn vào ngôn ngữ, những lúc mà mình tách ra được. Và đó là những cái trạng thái thiền mà chúng ta nên duy trì và suy nghĩ về nó để mà nhớ lấy, ghi nhớ những cảm giác đó. Và biết đâu sau này bạn sẽ là người có thể là chia sẻ với mọi người về những cái cách thức này. Và hy vọng rằng là sẽ gặp lại bạn trong những cái live stream tiếp theo. Mình thấy có comment của Linh Tinh. Cảm ơn chị ạ. Em thấy khi nghe em nhận thức đúng như nó là em thấy có gì đó tĩnh lại. Em cũng bớt hình dung hay tưởng tượng về hơi thở quan sát như nó là. Thì cái chủ đề của ngày hôm nay chính là cái chủ đề mà mình cũng được gọi là lấy cảm hứng từ câu hỏi của bạn Linh Tinh Everything trên YouTube. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và thực ra đây cũng là một cái câu hỏi mình cũng gặp khá là nhiều về cái vấn đề là quan sát được suy nghĩ rồi là thiền là như thế nào. Thì thực ra cũng không lâu lắm từ lúc mà mình bắt đầu mô tả được cái trạng thái thiền này, đó là cái trạng thái không có ngôn từ. Thì trước đây thì mình cũng cố gắng để mô tả nó, nhưng thực ra thì nó hơi khó bởi vì nó không có gì cả, không biết dùng ngôn từ nào để nói, để mà mô tả nó. Thế mà bây giờ mình mới nhận ra rằng nó không thể mô tả được vì nó không có ngôn từ. Thế nên là cái việc mà chúng ta hướng đến đó là cái cảm giác, cái trải nghiệm trực tiếp khi không có ngôn từ trong tâm trí. Thì hy vọng rằng là những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay có một chút hữu ích nào đó cho những người đã lắng nghe cái buổi live stream này hoặc là sẽ xem lại video sau này. Và mong rằng là những cái thông điệp này, nếu như các bạn thấy nó có ý nghĩa, thì các bạn có thể chia sẻ nó để chúng có thể đến được với nhiều người hơn. Và mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những live stream tiếp theo để chúng ta có nhiều chủ đề để cùng trao đổi với nhau. Nếu như có câu hỏi gì, các bạn có thể đặt ra
bằng cách là gửi tin nhắn tới page Hành Trình An Yên hoặc là trên những cái comment ở những cái video trước đây của mình. Thì những cái câu hỏi và những câu trả lời này thì mình cố gắng để làm sao cho nó có thể là dễ hiểu nhất và nó trực quan nhất, và nó cũng đều xuất phát từ những cái trải nghiệm cá nhân. Có thể nó không đúng với tất cả mọi người, nhưng mà mình tin rằng với một cái mong ước rất là thuần túy, rằng nó có thể đem đến một cái đóng góp nhỏ bé nào đó cho mọi người trên con đường tìm kiếm tỉnh thức và an yên, thì mình vẫn cứ xin phép được chia sẻ một cách chân thành và cởi mở, và có thể nó sẽ có tác dụng với một ai đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này, và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau với nội dung chia sẻ những thông điệp mà mình nhận thấy trong cuộc sống của mình, và mình lấy tên là thông điệp từ vũ trụ. Tuy nhiên nó không có nghĩa là mình là vũ trụ và mình nói ra, mà là những thông điệp mình nhận thấy từ vũ trụ bao la xung quanh mình, và mình chiêm nghiệm nó và chia sẻ với mọi người. Thế còn tối thứ ba hàng tuần thì là buổi hỏi và đáp, thì rất mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối thật là bình an.